yêu thương của quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng đến với nam danh ca Mạnh Quỳnh. Cảm ơn Diễm Quỳnh rất nhiều. Mạnh Quỳnh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị ạ. Mạnh Quỳnh xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe nhạc thật là đầm ấm, và chúng ta cùng nhau gửi tâm tư tình cảm đến mình, của mình đến với một người mà chúng ta yêu thương trong suốt bao nhiêu năm qua, từ âm nhạc cho đến cuộc sống đời thường. Hôm nay Mạnh Quỳnh rất hân hạnh trở lại đây để cùng chúng ta ôn lại kỷ niệm những tháng ngày được nghe và được xem phần trình diễn của nữ ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay thì Mạnh Quỳnh cùng tất cả quý vị, chúng ta cùng tưởng niệm đến người ca sĩ tài hoa này. Bài hát đầu tiên Mạnh Quỳnh xin gửi đến quý vị một sáng tác mới của Mạnh Quỳnh. Sáng tác rất là nhanh, trong vòng Mạnh Quỳnh chỉ mới thực hiện khoảng chừng 2-3 tuần nay thôi. Quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Tìm Em Trong Kỷ Niệm. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Hôm nay đây, tôi trở lại nơi xưa để mong tìm lại một bóng hình xưa cũ. Nhưng trở về đây thì tất cả chỉ còn là hoài niệm. Trở về thăm người em nhỏ bé, từ bao ngày qua cách hai phương trời. Sài Gòn phố xa đông vui, người người rộn rã hân hoan, riêng mình tôi lạc lòng chơi vơi. Nhớ quá người ơi, đường chiều chung dệt bao mộng mơ suốt tuổi xuân thời, ngọt ngào ấm áp lời ca. Tình mình dệt gấm theo hoa, bao kỷ niệm vẫn chưa phai nhòa. Em ơi, giờ đây em ở nơi đâu? Dòng ca tiếng hát còn đây, sao người biển biệt chân mây, em ra đi về nơi cuối trời. Thương em 12 bên nước chuân chuyên, còn đâu bóng dáng xa xưa. Khi dòng đời ngập đầy phong ba, bao nhọc nhằn thân hoa bọt bèo. Xin em hãy một lần về trong giấc mơ, cho tôi đưa ôm em vào lòng, cho thỏa niềm nhớ thương chờ mong. Sẽ lướt nhẹ qua nơi kỷ niệm xưa đó, phòng trà đồng dao an nhiên trong đồng. Nhớ hôm nào ta đứng hát dưới mưa, nay chỉ còn là trong tim em xa rồi để tôi một chân mây, hay ra đi
để tôi được ôm em vào lòng, cho thỏa niềm nhớ thương chờ mong. Sẽ lướt nhẹ qua nơi kỷ niệm xưa đó, phòng trà đồng sao an nhiên trong đồng. Nhớ hôm nào ta đứng hát dưới mưa, nay chỉ còn là ký ức trong tim. Em xa rồi phố xưa lạnh lùng. Nhớ hôm nào ta đứng hát dưới mưa, nay chỉ còn là ký ức trong tim. Em xa rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là nhạc phẩm Tìm Em Trong Kỷ Niệm, với bao nhiêu ký ức trong suốt bao nhiêu năm qua. Đó là Mạnh Quỳnh gom góp lại trước khi Mạnh Quỳnh về Việt Nam lần này để hát cống hiến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, tháng 3 năm rồi thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh có về tại nơi đây để hát một cái live show nhỏ tại cung vườn An Viên này, mà tổ chức bên cái khu bên cái hồ bơi bên kia. Thì khoảng tháng 3, quý vị biết là thường thường cái mùa trong cái thời gian dịch bệnh về Việt Nam và đi tất cả những nơi trên thế giới rất là khó khăn quý vị. Mà quý vị nhớ cái đợt đó là khi chúng ta về Việt Nam thì phải bị cách ly 2 tuần. Mà quý vị biết là mỗi lần Mạnh Quỳnh về Việt Nam á, 2 tuần là tối đa, là cao nhất, không đi hơn được. Nhưng không hiểu tại sao, vì một cái động lực nào đó, một cái nguyên do nào đó đã thúc đẩy Mạnh Quỳnh về Việt Nam, chấp nhận cách ly 2 tuần ở trong khách sạn, để rồi sau đó ra ngoài sinh hoạt được khoảng chừng 10 ngày và Mạnh Quỳnh trở lại Mỹ. Chính vì những cái một lần về duy nhất như thế trong cái mùa dịch mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung mới có dịp hát chung với nhau lần cuối cùng tại nơi đây. Và cũng là lần cuối cùng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thực hiện cái Music Box 42 của Trung tâm Thúy Nga thực hiện. Có rất nhiều điều mà chúng ta không thể không tin, không được. Nó là một cái, giống như một cái điềm báo trước cho sự ra đi của người bạn của chúng ta. Cũng may là cũng rầm rồi Mạnh Quỳnh về được. Chứ nếu không thôi thì chắc Mạnh Quỳnh sẽ không có bao giờ có cơ hội để hát chung với Phi Nhung một lần nào nữa. Thì hôm nay Mạnh Quỳnh trở lại nơi đây theo thể lều cầu của anh của Duy, là một người em trai, em nuôi của Phi Nhung, và cũng là một Mạnh Quỳnh cũng rất là quý, tại vì cái tấm chân tình của em trẻ trung mà rất là giỏi quý vị, yêu thương, cũng yêu thương chị Phi Nhung rất là nhiều, cho nên chúng ta có một sân khấu như thế này. Và trong tương lai Mạnh Quỳnh mong rằng Duy cứ tiếp tục để tưởng nhớ chị hai của mình, và thỉnh thoảng mời các con trở về đây hát phục vụ quý vị khán giả. Và trong tương lai thì có dịp thì Mạnh Quỳnh về đây nơi đây thì Mạnh Quỳnh cũng sẽ cố gắng thu xếp về tại nơi đây để hát phục vụ cùng tất cả quý vị khán thính giả yêu thương chị Phi Nhung trong suốt bao nhiêu năm qua, và cũng để chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm về một người nghệ sĩ tài hoa. Thôi để tiếp tục chương trình nha, Mạnh Quỳnh gửi đến Mỹ. Hình như bài hát này thì đúng ra mình có dancer mà ta. Có không? Nếu không có thôi thì đêm nay Mạnh Quỳnh sẽ hát một mình một bài hát cũng Mạnh Quỳnh viết trong thời gian mà khoảng thời gian mà chị Phi Nhung ra đi. Thì Mạnh Quỳnh sáng tác rất là nhiều bài, từ bài cổ nhạc Khóc Bạn Trong Mưa, Các Bạn Đêm Mưa, và sau đó thì Tiễn Em Cuối Đường, vân vân và vân vân. Và bài mới cuối cùng Mạnh Quỳnh với trình diễn quý vị nghe đó là bài Tìm Em Trong Kỷ Niệm, là bài cuối cùng cho chị Phi Nhung. Thì hôm nay bài hát này nữa Mạnh Quỳnh viết trong tâm trạng ở tiểu bang Mạnh Quỳnh ở, thì quý vị biết là hình như là 5-6 tháng là mưa, cho nên mưa ngày mưa đêm, cho nên cái lã vậy mình, tâm hồn của Mạnh Quỳnh là một cái tâm hồn rất là lãng mạn và rất là yêu văn thơ. Mà mình ngồi dưới một trên lầu và nhìn xuống thấy trời mưa mênh mông, thì quý vị thấy là cái tâm trạng của người nghệ sĩ nó sẽ bao la như thế nào. Thì trong cái lúc buồn thì Mạnh Quỳnh chợt nhớ tới năm 2016-17 gì thì phải, có một lần Mạnh Quỳnh về sân khấu Trống Đồng tại ở dưới Sài Gòn. Thì
trời bữa đêm đó trời mưa tầm tã quý vị, mà chương trình thì về khuya, cho nên Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thấy khán giả ngồi đội mưa ướt nhẹp ngồi coi Mạnh Quỳnh hát và Phi Nhung hát. Sân khấu thì nó có mái che, nhưng mà cả hai đứa quyết định ra đứng ngoài mưa luôn để hát cho quý vị nghe suốt trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ. Và đó là một kỷ niệm rất là đẹp mà Mạnh Quỳnh không bao giờ quên được. Và trong cái tâm trạng đó thì khi mà nhìn trời mưa thì Mạnh Quỳnh chợt nhớ tới cái khung cảnh đó. Mạnh Quỳnh sáng tác ngay bài khúc Tình Buồn Trong Mưa. Hôm nay Mạnh Quỳnh một lần nữa hát tặng tất cả quý vị có mặt buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một tràng pháo tay với dancer quý vị. Không sao đâu, em mặc cái đó cũng đẹp lắm. Chốn hư vô, mất em muôn đời.
bước phố xưa im lìm, tìm đâu bóng dáng ai. Còn chăng nỗi nhớ kỷ niệm yêu dấu một thời hoa bướm, có nhớ thương nhau thôi xin tìm nhau vào trong giấc mộng. Còn gì em ơi, đời đã ngắn đôi, có nhớ thương nhau thôi xin tìm nhau vào trong giấc mộng. Còn gì em ơi, đời đã ngắn đôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn các em dancers. Cảm ơn. Các quý vị và Minh Quỳnh sẽ trở lại vào phần 2. Phần đầu thì chúng ta hát những bài để tưởng nhớ, để tưởng niệm với người nữ ca sĩ mà chúng ta yêu thương. Và phần 2 thì Minh Quỳnh cũng như các con sẽ trở lại để cống hiến tất cả quý vị những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích trong thời gian qua, và mình Quỳnh sẽ trở lại trong chốc lát. Cảm ơn quý vị rất nhiều.